Từ nay đến Tết Thanh Minh năm 2024, lau dọn bàn thờ đúng 5 ngày này được tổ tiên ban lộc, tiền về như nước. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Kính thưa quý vị, Tết Thanh Minh hay còn được gọi là Tiết Thanh Minh là cái ngày lễ không có ấn định thời gian chính xác cả về âm lịch lẫn dương lịch. Vào cái ngày này thì người dân sẽ tiến hành đến cái mộ phần của gia tiên để cúng vái và sửa sang lại cái mộ phần. Không những đối với văn hóa của Trung Hoa mà ở cả Việt Nam, cái ngày này khá quan trọng đối với người dân nên hầu hết mọi người đều gác lại công việc để đi tảo mộ. Theo quan niệm của thế giới tâm linh phương Đông thì bàn thờ là cái nơi hiện diện của thần linh gia tiên. Đây không chỉ là cái nơi để thờ cúng tổ tiên mà còn là một trong những nơi để giúp chúng ta thu hút tài lộc, vận may và cái hồng phúc đến với cả gia đình. Chính vì vậy, cái việc dọn dẹp bàn thờ trong cái dịp lễ Tết Thanh Minh này là cái công việc không phải là đơn giản, đặc biệt là trong cái dịp Tết Thanh Minh. Quý vị thắp hương từ Tết đến giờ thì cái bát hương nếu mà thắp nhiều nó cũng quá đã hơi đầy rồi. Vậy nên trước khi vào cái dịp Tết Thanh Minh, quý vị cũng nên là tiến hành dành một chút thời gian để dọn dẹp đó, và lau dọn bàn thờ cho nó sạch sẽ. Thì trong cái dịp Tết Thanh Minh ấy, thì các gia đình Việt Nam ấy, thường có một nghi thức rất quan trọng, đó là lễ tảo mộ. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ dọn dẹp cái bàn thờ của gia tiên đó. Trong đó, lau dọn bàn thờ vào cái thời điểm nào và bằng cái loại nước gì là cái điều mà không phải ai cũng biết. Để công việc được diễn ra suôn sẻ và mang lại cái may mắn bình an cho cả gia đình, cũng như là để tránh không phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt lành để lau dọn bàn thờ và tỉa chân nhang chuẩn nhất, giúp quý vị thu hút cái tài lộc và may mắn đến với cả gia đình, cũng như là gì, chia sẻ cùng quý vị và các bạn nên lau bàn thờ bằng nước gì để được may mắn và bình an. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cái vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi mà tiến vào cái việc là chọn ra cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc lau bàn thờ, tỉa chân nhang trong cái khoảng thời gian từ nay đến Tết Thanh Minh ấy, thì chúng ta cũng tìm hiểu một chút về chúng ta nên lau bàn thờ bằng nước gì. Thưa quý vị, theo quan niệm của ông bà ta từ xưa đến nay ấy, khi lau dọn bàn thờ tốt nhất là dùng nước ấm hoặc các loại nước có tính nóng để mà lau. Quý vị có thể giã gừng tươi với nước hoặc là rượu, nước nấu từ bột ngũ vị hương đó để lau bàn thờ. Cái bột ngũ vị hương sẽ gồm 5 loại thảo dược đúng không ạ? Như là gì? Quế, hồi, chanh xả, đinh hương, bổ hòn. Đấy. Hoặc là gì? Bạch đàn, diệp vang. Khiến cho chúng mang lại cái mùi thơm dễ chịu. Thì ngoài cách đó ra thì quý vị hãy sử dụng một cái lọ nước ban thờ nhất tâm hương. Cái này sẽ dùng để thay thế ngũ vị hương. Cái thành phần của nó sẽ bao gồm có thảo dược như là quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn, bổ hòn, chanh xả. Đó. Công dụng của nó là làm sạch tẩy uế bụi bẩn trên ban thờ cũng là trên bát hương cũng như cái đồ thờ cúng, tẩy rửa các mặt bị bẩn trên các men sứ gỗ đồng da mặt kính, làm sạch cái không gian ban thờ, ngăn ngừa nấm mốc, tẩy vi khuẩn, đuổi côn trùng và tẩy uế ban thờ, mang lại cái phúc khí cho gia chủ. Bên cạnh đó, cái chai nước nhất tâm hương này nó cũng sẽ có một cái mùi thơm rất là dễ chịu, giúp cho không gian thờ cúng nó được linh thiêng, đấy, linh ứng hơn. Từ đó sẽ khiến cho gì, ông bà sẽ về ngự được lâu hơn. Đấy, sẽ gì, ban phúc lộc đến cho mọi người. Bên cạnh đó thì cái chai nước nhất tâm hương này cũng được kèm theo một cái khăn sạch để quý vị có thể tiến hành lau dọn bát hương, lau dọn bàn thờ và giúp cho gia chủ có được cái phúc lộc như ý. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ, thơm tho và mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho gia chủ. Đó. Thì ngoài ra quý vị cũng thể sử dụng cái gói ngũ vị hương để nấu đúng không ạ? Thì thành phần của gói ngũ vị hương cũng giống như cái chai nhất tâm hương này này, bao gồm có gì? Hồi, quế, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn, chanh xả là 5 loại thảo dược có tính nóng, mùi thơm dễ chịu, dùng để nấu thành nước ngũ vị hương, sử dụng trong cái việc lau dọn bàn thờ hoặc là cái đồ thờ cúng cũng như là cải táng, bồi hoàn long mạch. Lau bàn thờ bằng cái nước nhất tâm hương này cũng sẽ giúp cho bàn thờ được sạch sẽ, có mùi hương thơm dịu, xua đuổi côn trùng. Cái điều này nó mang lại cho không gian thờ cúng một cái sự dễ chịu nhất định. Thưa quý vị, cái phong tục thờ cúng gia tiên là một cái nét đẹp văn hóa của người Việt đã được hình thành từ rất lâu đời. Phong tục ấy không chỉ thể hiện qua cái truyền thống uống nước nhớ nguồn mà còn mang cái giá trị giáo dục sâu sắc cho các thế hệ con cháu. Việc cùng nhau bày tỏ cái tấm lòng thành kính trước tổ tiên
các thành viên trong gia đình cũng càng thắt chặt cái sợi dây huyết thống tâm linh. Vì thế, khi lau dọn ban thờ, quý vị cũng cần phải sử dụng một cái chai nước ban thờ nhất tâm hương để gì giúp cho quý vị được tâm tịnh, đời đời bình an. Một câu hỏi đặt ra là trong cái dịp Tết Thanh Minh thì chúng ta sẽ lau dọn bàn thờ vào cái thời điểm nào? Quý vị thân mến, lau dọn ban thờ thì không có quy định về số ngày cũng như là số lần trong cái ngày, trong tháng. Nói chung bàn thờ là nơi ngự của các đấng bề trên, cũng giống như là cái căn nhà của chúng ta vậy. Tục ngữ có câu nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Nơi thờ tự cũng vậy, nên sạch sẽ, thoáng đãng, yên tĩnh. Như vậy thì mới mang lại cái năng lượng dương tốt. Ngược lại ban thờ mà ô uế bẩn, không thông thoáng thì cũng sẽ tạo ra cái năng lượng âm không tốt cho cái sức khỏe của gia chủ. Vì thế cái việc lau dọn bàn thờ có thể làm sao cho phù hợp, sạch sẽ chứ không quy định. Tuy nhiên quý vị nên chọn ra những ngày tốt trong tháng để lau dọn đấy, giúp cho gì cái ban thờ được sạch sẽ, thơm tho và gì không phạm phải những cái đại kỵ trong tâm linh. Thưa quý vị, vậy thì trong cái khoảng thời gian từ nay đến ngày Tết Thanh Minh thì chúng ta sẽ có những ngày nào để chúng ta tiến hành lau dọn bàn thờ? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, cái ngày lễ Tết Thanh Minh nó diễn ra từ ngày mùng 4 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 dương lịch. Tức là âm lịch nó sẽ rơi vào ngày 26 tháng 2 là ngày Mậu Tuất. Đến ngày mùng 10 tháng 3 nó là ngày Nhâm Tý. Vậy thì chúng ta cũng cần phải tiến hành lau dọn bàn thờ trước cái khoảng thời gian đó, đúng không? Vậy thì chúng ta cũng có thể lau trong tháng 2 hoặc là một vài ngày trong cái dịp Tết Thanh Minh. Vậy thì đó là những ngày tốt nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Và để chọn ra ngày tốt lau dọn ban thờ trong cái dịp Tết Thanh Minh, chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Trong này có phần Hứa Chân Quân Ngọc Học Ký, thì quý vị có thể tham khảo thêm ở cái trang 164 nhé. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày giờ tốt cho mình trong tất cả mọi việc, từ cái công việc là động thổ xây nhà cưới hỏi đến lễ cúng rằm mùng 1 ngày vía thần tài, lập bát hương thờ cúng như thế nào, cũng như là gì làm những lễ thôi nôi mừng thọ vân vân. Có tất cả những ngày tốt để cho quý vị tiến hành công việc nhé. Thưa quý vị, thì quý vị hãy mở trang 164 nhé. Thì chúng ta bắt đầu xét trong tháng 2 âm lịch chứ nhá. Trong tháng 2, tại vì từ Tết đến giờ thì chúng ta đã gì tiến hành công việc là thắp hương rất là nhiều, vậy nên là đôi khi bát hương cũng sẽ bị bụi bẩn, ban thờ cũng bị bụi bẩn, đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta cũng cần phải chọn ra ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành lau dọn. Và trong quá trình lau dọn bàn thờ thì quý vị cũng đừng quên nhé, kiểm tra xem là bát hương, nếu mà quý vị bát hương mà chưa có cốt thì quý vị hãy sử dụng cái gói cốt thất bảo để nạp cốt cho bát hương trong dịp Tết Thanh Minh này cũng rất là tốt đó. Khi mà bát hương có cốt thì cái lời nguyện cầu nó mới được linh ứng. Cái cốt thất bảo nó cũng là một cái vật phẩm để dùng để gì nạp cốt cho bát hương, nạp cốt cho tượng, nó giúp cho cái bát hương nó được giữ được linh khí, giữ được cái lời nguyện cầu của chúng ta, cũng như là lưu giữ được linh khí của gia tiên. Trong gói thất bảo thì nó có tờ di hiệu đấy, quý vị nhìn tờ di hiệu quý vị có thể ghi về bát hương mình thờ cúng ai. Vị bát hương thờ cúng thổ công, thờ cúng bà cô mãnh, thờ cúng gia tiên hay là thờ cúng vong linh nào thì quý vị có cách ghi phù hợp. Chi tiết cách ghi thì cũng đã có ở trong cái gói cốt thất bảo nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái tờ giấy màu vàng gọi là giấy trang kim. Giấy trang kim là một cái loại giấy vàng dùng để gì bảo vệ cốt đấy. Sau khi chúng ta gói cốt ở cái tờ giấy di hiệu xong thì chúng ta sẽ gói vào trong cái tờ giấy trang kim. Khi bát hương bị hóa thì giấy trang kim nó cũng sẽ để giữ cái cốt thất bảo nó không bị cháy nhá. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói cốt thất bảo mang lại cái sự tịnh tâm an nhiên và giúp cho cái bàn thờ nó được linh ứng hơn, cầu gì được nấy. Bên cạnh đó quý vị hãy sử dụng cái gói gạo vàng thần tài vào 3 ngày, đúng không? Vào ngày mùng 1, ngày rằm và ngày mùng 10 hàng tháng. Ngày mùng 10 thì để chúng ta chiêu cái tài lộc, đúng không? Quý vị cứ một cái gói này quý vị rắc làm thử 5 đến 10 lần đó, trong vào trong bát hương để gì? Để nạp tài, nạp khí cho bát hương nhé. Thì quý vị cũng liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói gạo vàng thần tài đấy, để nạp tài cho bát hương, giúp tăng cường cái may mắn và tài lộc cho gia chủ đó. Thì sau khi kiểm tra lau dọn bát hương xong thì chúng ta sẽ gì? Bắt đầu xem là có những cái ngày nào tốt để chúng ta tiến hành nhé. Thì chúng ta biết cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch nó là ngày Quý Dậu, đúng không ạ? Thì trong cái tháng 2 đến tháng 3 chúng ta sẽ tiến hành lau dọn bàn thờ, bốc bát hương vào ngày nào để cho được may mắn bình an. Thưa quý vị, ngày đầu tiên chúng ta xét là cái ngày Quý Dậu. Ngày mùng 1 tháng 2 là ngày Quý Dậu. Thì ngày này tế tự, chấn hà bá, thủy quan rất tốt. Đấy. Những việc khác thì không nên dùng, đây cũng là một ngày bình thường.
Thứ hai là ngày mùng 2 là ngày Giáp Tuất, ngày mùng 3 là ngày Ất Hợi. Thì trong hai ngày Giáp Tuất ngày Ất Hợi thì các thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ, làm lễ bái nhỏ thì được, ngoài ra thì không nên. Đó. Quý vị hãy mở trang 164 nhé. Đó. Liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 nhé. Tiếp theo chúng ta xếp 3 ngày. Ngày mùng 4 tháng 2 là ngày Bính Tý, mùng 5 tháng 2 là ngày Đinh Sửu và ngày mùng 6 tháng 2 là ngày Mậu Dần. 3 ngày này rất xấu, không nên tế tự vì chư thần phá thiên tào. Nếu ai mà tế lễ cầu phúc thì chiêu tai họa, hao tài tốn của. Tiếp theo là ngày mùng 7 tháng 2 là ngày Kỷ Mão, ngày mùng 8 tháng 2 là ngày Canh Thìn. Thì hai ngày Kỷ Mão Canh Thìn thì các thần ở địa phủ, nếu ai tế lễ cầu phúc thì ít con cháu được vinh hoa phú quý, vì ngày này là sinh nhật của tiên thánh, rất là tốt. Quý vị cứ theo dõi nhé, Tử Thông sẽ tổng hợp lại những ngày tốt ở cuối video để cho quý vị tiện theo dõi nhé. Ở đây Tử Thông đã phân tích để cho quý vị yên tâm phần nào khi mà chọn ra những ngày tốt này. Đó. Tiếp theo là ngày 9 tháng 2 là ngày Tân Tỵ. Ngày Tân Tỵ thì các thần ở trên nhà trời chuyển đất đá rất khổ cực. Nếu ai làm tế lễ cầu bái thì con cái ba đời nghèo khổ gặp tai bay vạ gió. Ngày 10 tháng 2 là ngày Nhâm Ngọ, ngày 11 tháng 2 là ngày Quý Mùi. Thì trong hai ngày Nhâm Ngọ Quý Mùi, chư thần tại thiên nếu bái lễ cầu phúc thì được 3 năm trước thì tốt, nhưng 3 năm sau lại xấu. Vậy nên là khuyên quý vị cũng không nên dùng để chọn ra ngày lau dọn bàn thờ. Tiếp theo là ngày 12 tháng 2 ngày Giáp Thân, ngày 13 tháng 2 là ngày Ất Dậu. Trong hai ngày Giáp Thân Ất Dậu thì chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ. Hai ngày này làm việc rất là tốt, nên quý vị cũng có thể tận dụng hai ngày 12 và ngày 13 nhé. Nhưng ngày 13 là ngày Nguyệt Phá, vì nên là quý vị cũng không nên dùng. Vừa là ngày Nguyệt Phá lại vừa ngày Tam Lương, quý vị cũng cần phải cẩn thận nhé. Tiếp theo là ngày 14 tháng 2 là ngày Bính Tuất, ngày 15 tháng 2 âm lịch nó là ngày Đinh Hợi. Thì trong hai ngày Bính Tuất và Đinh Hợi thì chư thần tại thiên rồi lại xuống nhân gian địa phủ. Nếu người nào cầu phúc, tế tự, hoàn nguyên, thượng biểu, chiêu tài thì được công đức vô lượng. Đây là hai ngày tốt, quý vị cần để ghi nhớ. Tiếp theo là ngày 16 tháng 2 là ngày Mậu Tý, ngày 17 tháng 2 là ngày Kỷ Sửu. Thì trong hai ngày Mậu Tý và ngày Kỷ Sửu thì chư thần tại nhân gian địa phủ, nếu ai cầu phúc, tế lễ, ăn liễu nguyệt là ngày tốt. Nếu ngày này làm chủ thể bôi thì hung. Đó. Như vậy là trong ngày này chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ cũng rất là tốt nhé. Tiếp theo chúng ta xét ngày 18 tháng 2 là ngày Canh Dần. Ngày Canh Dần thì chư thần tại trời để lên hợp tính là xem các bản án. Nếu mà tế tự cầu phúc thì xấu, đó, không nên dùng. Tiếp theo ngày 19 tháng 2 là ngày Tân Mão. Ngày Tân Mão thì chư thần tại địa phủ nếu mà cầu phúc xin việc gì hoặc là chiêu hồn đại mệnh ấy, hoặc là thiết lập ban thờ, lập bài vị gia tiên thì cũng bình thường tạm được. Vậy đây là cái ngày này quý vị cũng thể dùng được nhé. Tiếp theo là ngày 20 tháng 2, ngày Nhâm Thìn. Ngày 21 tháng 2 là ngày Quý Tỵ. Chư thần tại thiên là ngày khám hỏi sổ sách sinh tử. Nếu mà tế tự lễ bái thì sinh ra ốm đau bệnh tật, hại thầy, hại chủ, rất xấu, không nên làm. Tiếp đến là ngày 22 tháng 2 là ngày Giáp Ngọ. Thì chư thần xuống khắp cõi nhân gian. Nếu mà có người thượng trương, tiến biểu, lễ, tạ thổ công, thổ địa thì được phúc gấp 10 lần, rất là tốt. Vậy nên cái ngày này quý vị có thể dùng được. Tiếp đến là ngày 23 tháng 2 là ngày Ất Mùi. Thì chư thần tại thiên nếu mà tế lễ thì tạm được tốt. Đấy, còn lại là bình thường. Tiếp theo là ngày 24 tháng 2, ngày Bính Thân. Ngày 25 tháng 2 là ngày Đinh Dậu. Ngày 26 tháng 2 là ngày Mậu Tuất. Thì ba ngày này chư thần tại thiên, Hầu Ngọc Hoàng, Thượng Đế làm sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian địa phủ. Nếu mà ai làm lễ cầu thọ tế tạ, thượng biểu trương, chiêu hồn thì rất là tốt. Tiếp theo là ngày 27 tháng 2, ngày 28 tháng 2. Ngày 27 tháng 2 là ngày Kỷ Hợi, 28 tháng 2 là ngày Canh Tý và ngày 29 tháng 2 là ngày Tân Sửu. Thì chư thần tại thiên, nếu mà cầu phúc, tế tự thì bị bệnh tật, tai vạ, xấu, không nên dùng. Tiếp theo, ngày 30 tháng 2, ngày Dân Dần, ngày 1 tháng 3 là ngày Quý Mão. Trong hai ngày này thì chư thần hội họp để ký sớ, ai làm lễ cầu phúc thì rất là tốt. Vậy nên quý vị có thể sử dụng hai ngày này nhé. Tiếp đến là ngày 2 tháng 3 là ngày Giáp Thìn. Ngày 2 tháng 3 ngày Giáp Thìn thì chư thần tại cung trời lễ bái cầu phúc cũng được tốt. Tiếp theo là ngày 3 tháng 3 là ngày Ất Tỵ. Thì chư thần tại nhân gian địa phủ cầu phúc tế tự lễ bái thì cũng được tốt. Tiếp đến là ngày 4 tháng 3 là ngày Bính Ngọ. Thì chư thần ở trên trời không có ở nhân gian, nên lễ bái cầu phúc thì rất là xấu, không nên dùng. Tức là cái ngày 4 tháng 3 thì quý vị kiêng nhé. Tiếp đến là ngày 5 tháng 3 là ngày Đinh Mùi. Ngày Đinh Mùi ấy, thì chư thần tại địa phủ, nếu mà cầu phúc lễ bái, biểu trương, biểu nguyệt thì rất là tốt. Như vậy là ngày 5 tháng 3 ngày Đinh Mùi ấy, quý vị có thể dùng nhé. Tiếp theo là ngày 6 tháng 3 là ngày Mậu Thân. Chư thần ở trên trời không có ở nhân gian địa phủ,
nếu mà tế tự thì bị sát sư, tổn gia trưởng, xấu. Tiếp đến là ngày 7 tháng 3, ngày Kỷ Dậu. Trên thượng giới có lệnh đại ân xá, nếu mà lễ bái tế tự, tiến điền thì rất là tốt, nên quý vị có thể dùng được ngày này. Tiếp theo là ngày 8 tháng 3 là ngày Canh Tuất, ngày 9 tháng 3 là ngày Tân Hợi, thì chư thần tại thiên, nếu mà lễ bái thì tạm tốt, còn tiến biểu trương thì lại bị gì xấu, không dùng được. Tiếp theo là ngày 10 tháng 3, ngày 10 tháng 3 là ngày Nhâm Tý, thì lễ bái rất xấu vì các chư thần ở trên thiên cung. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tiểu Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ từ nay đến Tết Thanh Minh. Đúng không? Và trong cái khoảng thời gian trước Tết Thanh Minh thì chúng ta sẽ có những cái ngày để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ, đó là những ngày sau. Quý vị ghi nhé, quý vị có thể theo dõi trên màn hình để biết được đó là những ngày nào nhé. Thì đầu tiên là ngày 2 tháng 2 âm lịch là ngày Giáp Tuất. Ngày tốt thứ hai là ngày 12 tháng 2 âm lịch là ngày Giáp Thân. Ngày tốt thứ ba là ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày Đinh Hợi. Ngày tốt thứ tư là ngày 17 tháng 2 là ngày Quý Sửu. Ngày tốt thứ năm là ngày 19 tháng 2 là ngày Tân Mão. Và ngày tốt thứ sáu là ngày 24 tháng 2 là ngày Bính Thân. Đó là những ngày tốt trước Tết Thanh Minh. Còn trong Tết Thanh Minh thì quý vị cũng có thể tiến hành công việc lau dọn bàn thờ và tỉa chân nhang những ngày sau. Quý vị hãy theo dõi trên bảng để biết được nhé. Đầu tiên là ngày 26 tháng 2 là ngày Mậu Tuất. Đó. Ngày 30 tháng 2 là ngày Nhâm Dần. Ngày 1 tháng 3 là ngày Quý Mão. Ngày 2 tháng 3 là ngày Giáp Thìn. Ngày 3 tháng 3 là ngày Ất Tỵ. Ngày 5 tháng 3 là ngày Đinh Mùi. Và ngày 7 tháng 3 là ngày Kỷ Dậu. Thì quý vị có thể cho dừng lại màn hình, chép lại, chụp lại những ngày tốt này để quý vị tiến hành mọi việc cho được thuận lợi, may mắn và hành thông. Bên cạnh đó, quý vị hãy mở trang 127 nhé, 127 để gì tìm ra những ngày tốt lành nhất, những giờ tốt. Thì trong này có cách xem giờ tốt để cho quý vị lựa chọn ra những cái giờ tốt nhất, giúp cho mọi việc được hanh thông, thuận lợi, may mắn và bình an nhé. Thưa quý vị, thì đó là những cái ngày tốt lành nhất mà Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn để quý vị tiến hành công việc là lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang trong cái dịp từ nay đến Tết Thanh Minh, giúp cho bàn thờ được sạch sẽ, hanh thông. Đó. Quý vị thân mến, thì ngoài ra ấy, thì quý vị trong dịp Tết Thanh Minh, quý vị hãy chuẩn bị cho mình những cái bài văn khấn phù hợp để sử dụng trong dịp lễ Tết Thanh Minh. Thì quý vị hãy tham khảo thêm quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Trong này có 77 bài văn khấn. Đấy, rất hữu ích cho mọi việc để quý vị gì thờ cúng, mỗi lần khấn bái có thể lấy cho đọc để cho được may mắn và bình an nhé. Thứ nhất là khấn đúng bài thì sẽ được tổ tiên phù hộ. Kính thưa quý vị, sau đây là các bước dọn dẹp bàn thờ. Thưa quý vị, cái việc lau dọn bàn thờ để bày tỏ cái lòng thành tâm, hiếu nghĩa, tri ân đối với những người đã mất. Bất cứ khi nào thấy bàn thờ chưa được thanh tịnh trang nghiêm thì quý vị cũng có thể tiến hành dọn dẹp ngay. Nhưng mà Tử Thông cũng xin lưu ý với quý vị, chúng ta nên chọn ra những cái ngày tốt như là Tử Thông chia sẻ để gì giúp mọi việc nó được hanh thông thuận lợi, giúp cho tâm lý quý vị luôn được vững vàng và không phạm phải những điều đại kỵ trong tâm linh. Khi lau dọn bàn thờ, quý vị cũng cần phải lưu ý những cái bước sau. Bước 1, khi mà lau dọn bàn thờ, quý vị cần phải tắm rửa sạch sẽ, quần áo phải chỉnh tề. Đối với phụ nữ, trong trường hợp đến tháng thì cũng không nên lau dọn bàn thờ. Chuẩn bị các công cụ cần thiết như là khăn sạch, nước sạch. Thì khăn sạch, nước sạch thì cũng được thì Tử Thông chia sẻ cùng quý vị. Quý vị sẽ sử dụng chai Nhất Tâm Hương. Thì đi kèm với chai Nhất Tâm Hương sẽ được sử dụng một cái khăn sạch, khăn mới nhé. Giúp quý vị gì sử dụng được ngay. Mỗi lần lau dọn bàn thờ lấy ra lau, không phải đi mua chứ không phải chạy vạy nữa, đúng không ạ? Chứ không đến lúc rồi bắt đầu mới đi mua thì nó rất là khó. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước Nhất Tâm Hương, giúp cho không gian thờ cúng được thơm tho, sạch sẽ, các cụ sẽ ngự được lâu hơn. Thưa quý vị, lưu ý khi lau dọn bàn thờ là không nên dùng chung với các đồ thờ cúng khác. Quý vị không nên dùng khăn của bàn thờ này với bàn thờ kia. Tốt nhất là quý vị nên dùng riêng nhé. Đó. Bước 2 là trình tự lau bàn thờ phải đúng nguyên tắc. Quý vị nên lau bằng khăn khô hoặc là chổi nhỏ, hoặc là các loại chổi để quét bàn thờ, chổi lông gà hoặc là chổi các dây ấy, đúng không ạ? Để lau bụi bặm bẩn trước khi mà lau bằng nước. Quý vị phải lau dọn đúng theo tuần tự từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Quý vị phải lau dọn nhẹ nhàng từ tốn theo trình tự đúng dọn dẹp từ trong ra ngoài. Đối với bài vị và bát hương thì cũng không nên lau bằng nước lạnh mà nên dùng một cái khăn riêng, khăn sạch và dùng cái nước Nhất Tâm Hương để mà lau nhé. Cái việc lau dọn bàn thờ định kỳ đấy, nó sẽ giúp cho gia chủ có được một cái không gian thờ cúng được thơm tho, sạch sẽ. Và mỗi lần thờ cúng thì quý vị cũng nên là gì? Xin, thắp hương để xin. Chỉ cần thành tâm xin phép để được lau dọn bàn thờ sạch sẽ, thơm tho.
Việc lau dọn bàn thờ, đặc biệt là vào dịp cuối năm thì quý vị nên thắp hương trầu cau cũng như bánh kẹo và đợi hương cháy hết thì mới lau. Bước 3 là sau khi lau dọn bàn thờ xong, đợi khô ráo thì quý vị sẽ sắp xếp lại tất cả đúng vị trí cũ. Quý vị sắp xếp tất cả ngăn nắp gọn gàng, sắp xếp phải đảm bảo là gì? Trong cao ngoài thấp, trong tối ngoài sáng và hai bên cân đối với nhau. Những cái thứ để lâu ngày trên bàn thờ thì quý vị cũng cần phải thay, như là gạo, muối, nước lã, đúng không ạ? Sau khi mà xong xuôi tất cả mọi thứ, có thể dùng một ít trầm hương hoặc là bột xông nhà để gì bỏ vào cái lư để xông, đốt lên để xua tan cái uế khí, tạo không gian thờ cúng, đó là thêm phần trang trọng và linh thiêng. Sau đây là một số cái lưu ý mà quý vị cũng cần phải đặc biệt chú ý khi mà lau dọn bàn thờ. Thưa quý vị, bàn thờ là cái nơi linh thiêng, vì thế khi lau dọn bàn thờ trong bất kỳ cái dịp lễ nào, lễ Tết Dỗ Chạp, đặc biệt là cái dịp Tết Thanh Minh sắp tới đây, cũng như là Tết Hàn Thực ấy, thì quý vị cũng cần phải kiêng kỵ những cái vấn đề sau. Khi lau dọn bàn thờ, cần thể hiện cái sự cung kính, không nên ăn mặc phong phanh, hở hang khi lau dọn. Phụ nữ đến ngày, đến tháng cũng không nên lau dọn hoặc là làm lễ trước bàn thờ. Cái vật dụng lau dọn bàn thờ như là chổi, thau nước, khăn lau phải sạch sẽ, không nên dùng cái đồ vật đã sử dụng vào cái việc khác. Lúc lau dọn bàn thờ thì hạn chế xê dịch bát hương, không nên dán bùa, thỉnh hoặc là vật phẩm không rõ ràng lên bàn thờ. Đấy, vì những cái vật phẩm này đôi khi nó mang cái nguồn năng lượng xấu. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông cũng đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ cũng như là tỉa chân nhang. Đấy, cũng như là gì kiểm tra lại bát hương, giúp cho không gian thờ cúng nó được thơm tho, sạch sẽ, linh ứng, giúp cho việc thờ cúng nó được trở nên tâm linh và ý nghĩa hơn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.